Chào các bạn, mời các bạn tiếp tục đến với phần cập nhật tin tức bóng đá Việt Nam mới nhất trong ngày hôm nay trên kênh YouTube Điểm tin bóng đá. Báo Thái ghen tị với Việt Nam, báo Indonesia quan tâm đặc biệt đến Công Phượng. Đài truyền hình Ả Rập dự đoán chú ngựa ô tại bảng B vòng loại thứ 3 World Cup 2022 là những thông tin chính trong bản tin chiều ngày hôm nay 19 tháng 8. Mời quý vị bạn của đón nghe. Báo Thái Lan ghen tị với điều này ở tuyển Việt Nam, các bạn thân mến, truyền thông Thái Lan quan tâm đặc biệt đến việc tuyển Việt Nam được thi đấu các trận sân nhà tại vòng loại thứ ba World Cup 2022 trên sân Mỹ Đình của chúng ta. Như vậy là tin vui đến với tuyển Việt Nam khi các trận đấu tại sân nhà ở vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực Châu Á được cho phép tổ chức trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Đây sẽ là nguồn động lực tinh thần to lớn cho thầy trò HLV Park Seo trước những thử thách trông gai sắp tới đây. Bên cạnh đó, Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF được cho là đang xin phép các cơ quan có thẩm quyền về việc mở cửa sân Mỹ Đình đón khán giả, tạo điều kiện cho các cổ động viên vào sân theo dõi, cổ vũ cho tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ ba World Cup 2022. Thông tin này nhận được sự quan tâm không chỉ của dư luận trong nước mà cả truyền thông Thái Lan. Cụ thể, mới đây tờ Sia Sport của xứ sở chùa vàng đã đưa tin về khả năng tuyển Việt Nam được thi đấu dưới sự ủng hộ của các khán giả nhà ở trận đấu sắp tới đây. Ở trận đấu thứ hai tại vòng loại cuối cùng World Cup 2022, Việt Nam sẽ tiếp đón Úc trên sân nhà Mỹ Đình vào ngày 7 tháng 9. Được biết là họ sẽ tạo điều kiện để cho 4.000 cổ động viên vào sân theo dõi, tương đương với khoảng 10% sức chứa của sân Mỹ Đình với 40.192 chỗ ngồi. Người hâm mộ muốn được vào sân theo dõi phải được tiêm vaccine COVID-19, có kết quả xét nghiệm âm tính và thực hiện đeo khẩu trang, đo thân nhiệt trước khi vào sân Dẫu sao, của động viên Việt Nam cũng có thể được cổ vũ đội nhà ở vòng loại cuối cùng này. Hiện tại, VFF mới đang xin phép và vẫn phải chờ ý kiến của các cấp có thẩm quyền. Nếu được sự cổ vũ của các cổ động viên nhà, đó là điều tuyệt vời với đội tuyển Việt Nam. Ngược lại, nếu dịch Covid tháng 9 vẫn phức tạp, trận đấu có thể sẽ phải diễn ra trên sân không có khán giả. Theo kế hoạch, Việt Nam sẽ có gần một tháng tập luyện trước khi bước vào những trận đấu chính thức ở chiến dịch vòng loại World Cup 2022 khi chúng ta hành quân đến Ả Rập Xê Út vào ngày 2 tháng 9. Truyền hình Ả Rập dự đoán chú ngựa ô tại bảng B vòng loại World Cup 2022. Cụ thể, đài truyền hình xứ Ả Rập Drama TVS1 cũng đã có nhận định về cục diện của bảng B vòng loại thứ hai World Cup 2022. Theo đó thì trang thông tấn này đã chỉ ra hai đội sẽ đứng đầu của bảng đấu và vào thẳng vòng chung kết World Cup Khác với bảng A, bảng B, vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á dễ đoán hơn nhiều bởi vì khoảng cách giữa hai nhóm đội là khá chênh lệch. Nếu không mắc bất cứ sai lầm nào thì hai đội vào thẳng vòng chung kết World Cup sẽ là Nhật Bản và Úc, trong khi đó Ả Rập Xê Út nhiều khả năng sẽ đứng vị trí thứ ba để đá playoff. off Nếu có bất ngờ lớn nào, nhiều khả năng sẽ đến Trung Quốc. Họ sở hữu lực lượng mạnh cùng sự đầu tư lớn và hoàn toàn có cơ hội trở thành ngựa ô. Đài Drama TVS1 nhận định Việc truyền thông Ả Rập không nhắc đến tuyển Việt Nam về cơ hội dự World Cup 2022, Âu cũng là điều dễ hiểu. Bởi lẽ thẻ trò huấn luyện viên Park Seo được đánh giá là yếu nhất ở bảng đấu này. Rõ ràng nếu xét về mặt cơ hội thì để cho những chiến binh sao vàng tạo nên bất ngờ là không nhiều. Báo Indonesia quan tâm đặc biệt đến câu phượng. Các bạn thân mến, mới đây biên tập viên bóng đá Naimun Ula của tờ Bola Sport Indonesia đã so sánh về trường hợp của Công Phượng với tội đồ từng bị loại khỏi đội tuyển quốc gia Indonesia là Mark Lok. Việc tiền đạo Công Phượng vắng mặt ở trận gia quân của tuyển Việt Nam làm khách trên sân của Đập Sĩ Út vì lý do cá nhân tại vòng loại thứ ba World Cup 2022 nhận được sự quan tâm lớn từ truyền thông Indonesia. Việc Công Phượng vắng mặt ở tuyển quốc gia Việt Nam với lý do là đón đứa con đầu lòng được biên tập viên bóng đá Naimun Ula của tờ Bola Sport Indonesia đã so sánh với trường hợp của tội đồ từng bị loại khỏi tuyển Indonesia là Markloc. Cụ thể anh này viết: "Trường hợp của Công Phượng rất giống với lốc của tuyển Indonesia. Cả hai đều lấy lý do là đón đứa con đầu lòng để không hội quân cùng tuyển quốc gia. Tuy vậy lốc có vẻ như thiếu trách nhiệm hơn khi anh ta đã rời khỏi trại huấn luyện để trở về Bali mà không một lời xin phép nào gửi đến huấn luyện viên trưởng. Đó là lý do mà anh ta được xem là tội đồ và không bao giờ được triệu tập lên tuyển quốc gia nữa." Các bạn thân mến, ở Việt Nam thì Công Phượng được huấn luyện viên Park Sơ sử dụng ở mọi giải đấu kể từ khi ông sang Việt Nam làm việc như vòng chung kết U23 châu Á năm 2018, Cup 2019, AFF Cup 2018 rồi vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á. Đây là lần đầu tiên anh không có mặt ở đội tuyển dưới thời huấn luyện viên Park. Theo thông tin thì Công Phượng nhiều khả năng sẽ được triệu tập khi Việt Nam tiếp Úc tại sân Mỹ Đình ngày 7 tháng 9. Vậy là sau hơn 6 năm thi đấu chuyên nghiệp tiền đạo đội bóng phố núi, có được một gia tài bàn thắng đồ sộ mà bất cứ một trường sút nội nào cũng phải thèm thuồng và ghen tị. Theo thống kê thì kể từ năm 2015 cho đến nay, cầu phượng đã ra sân 58 trận đấu ở cấp độ U23 Việt Nam và ghi tới 27 bàn thắng ở cấp độ này, một thành tích mà chưa có cầu thủ nào trong lịch sử bóng đá Việt Nam làm được tính cho đến thời điểm này. Thành tích của anh thậm chí còn vượt cả các bậc đàn anh nổi tiếng như Công Vinh 10 bàn, Văn Quyến 12 bàn và các cầu thủ trẻ mới nổi như Tiến Linh 15 bàn, Hà Đức Trinh 12 bàn. Ở cấp độ U22, Công Phượng cũng kịp có được 4 bàn thắng sau 6 trận ra quân. Trong màu áo đội tuyển Olympic Việt Nam, Công Phượng cũng có được 3 pha làm bàn sau 6 lần đá chính. Trước đó, Công Phượng cũng ghi tới 14 bàn thắng cho U19 Việt Nam trong 2 năm 2013 và 2014 sau 22 lần ra sân. Tại V-League, Công Phượng hiện có 31 bàn thắng. Thành tích này giúp cho anh vượt qua đàn anh Nguyễn Tăng Tuấn, trên chân vào top 3 cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử để bóng phố núi. Hiện tại, Công Phượng chỉ còn xếp sau huyền thoại bóng đá Thái Lan, Kia Tuyết Sắc, 38 bàn và cựu tiền đạo Brazil Evandro Goncalves, 67 bàn. Trong khi đó, anh mới 26 tuổi và còn ít nhất 6 mùa giải thi đấu đỉnh cao. Đáng chú ý là Công Phượng bị chống thống kê năm 2016 do thi đấu tại Nhật cho lạc bộ Mito tại tại league 2 và năm 2019 thi đấu tại Bỉ. Trong mùa áo đội tuyển quốc gia Việt Nam, Công Phượng đã có được 9 bàn thắng sau 35 trận ra sân và dự báo con số này sẽ được tăng lên cao trong thời gian tới đây khi tiền đạo gốc Nghệ An bước vào đội 9 của sinh nghiệp. Hiện tại, anh đã có được tổng cộng 90 bàn thắng, một con số vô cùng khủng khiếp với một tiền đạo mới bước sang tuổi 26. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe bản tin bóng đá hàng ngày của chúng tôi. Rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn. Bằng cách quý vị các bạn hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn nút chuông thông báo để là người nhận được tin mới nhất khi chúng tôi phát hành. Cảm ơn quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.